Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Thưa quý vị, không chỉ là có khí hậu mát mẻ, ôn hòa, mà Hòa Bình còn ngày càng được biết đến là nơi có nhiều những điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hấp dẫn. Trong đó thì có một điểm đến đang thu hút nhiều du khách thời gian gần đây, đó chính là xóm Mừng thuộc xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Trong phần nội dung chính của Nông thôn ngày mới hôm nay, hãy cùng với chúng tôi khám phá cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời ở nơi đây và tìm hiểu câu chuyện phát triển du lịch cộng đồng ở một bản làng vùng cao liệu có những lợi thế và khó khăn như thế nào. Nhưng trước tiên thì hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi trong 24 giờ qua với tiểu mục Nông thôn hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, mới đây Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đây thì các lực lượng chức năng cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc gia tăng lừa đảo, dụ dỗ tham gia vào các đường dây tội phạm khi mà giải vô địch bóng đá châu Âu EU 2024 đang diễn ra rất sôi động hiện nay. Lợi dụng sức hút của các trận bóng đối với các đối tượng phạm tội có thể dễ dàng tiếp cận được những người ưa thích cá độ kết quả các trận đấu. Thông qua nhiều hình thức quảng cáo chào mới hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt, người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã có thể tham gia cá cược. Người chơi cá độ được cấp một tài khoản tiền ảo ứng trước để cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, họ sẽ bị các đối tượng cưỡng ép trả tiền bằng nhiều cách, bao gồm cả bạo lực tinh thần và bạo lực sức khỏe. Bộ Công an cảnh báo người dân cần đặc biệt lưu ý tự bảo vệ bản thân và gia đình, tránh bị dụ dỗ tham gia vào các đường dây cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Từ đầu tháng 5 cho đến nay, thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến cho nhiều địa phương tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Điều này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống hàng ngày của người dân địa phương. Theo ghi nhận, người dân địa phương của các địa phương vùng núi tỉnh Quảng Bình đã thiếu nước sinh hoạt trong nhiều ngày qua. Tỷ lệ các hộ dân thiếu nước lên tới 90%, hầu hết là các giếng khoan đều đã bị cạn kiệt. Nếu giếng nào còn thì bơm lên cũng rất khó khăn và nước có độ phèn cao. Để có nước sinh hoạt, người dân vùng núi tỉnh Quảng Bình đã phải vào các khe suối lấy nước. Một số thôn bản đã góp tiền để mua đường ống dẫn và máy bơm để đưa nước về các khe suối và bản. Tuy nhiên thì nước suối cũng đang dần cạn kiệt. Hiện nay vào những ngày nắng nóng, người dân buộc phải tự mua dự trữ từ 5 đến 10 bình nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Nhờ thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia vào xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hiệu quả và sáng tạo, nhiều xã trên địa bàn của tỉnh Bắc Cạn đã từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân. Theo đó thì không ít hộ dân địa phương đã hiến đất và góp công sức thủ công để cùng với các cơ quan chức năng mở đường phục vụ cho hoạt động học tập và mở rộng sinh kế. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các hộ dân trong xã Trạch Bàn, huyện Ba Bể đã đoàn kết và tự nguyện hiến đất. Nhiều hộ dân đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất ruộng và đất đồi để làm đường giao thông. Những hộ dân không có điều kiện góp đất cũng đã tự nguyện góp công sức cùng đội ngũ công nhân làm đường trong nhiều ngày liên tiếp. Nhờ vậy mà những con đường mới đã được hình thành giúp cho các học sinh đi học và công việc vận chuyển hàng hóa, nông sản được thuận lợi hơn. Thưa quý vị, người trẻ vẫn thường nói rằng ế là một xu thế, song đây là thực trạng xã hội không thể thờ ơ vì hiện nay kết hôn muộn cũng đang dần trở thành xu hướng và là vấn đề đáng lo ngại của xã hội, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Và điều này thì có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dân số trong tương lai. Tương tự như các khu vực thành phố, hiện nay tỷ lệ người kết hôn muộn và kết hôn ở độ tuổi ngoài 30 tại các vùng nông thôn đang ngày càng gia tăng. Nguyên nhân được xác định là do phần lớn người trẻ có xu hướng thích trải nghiệm cuộc sống phong phú thay vì là kết hôn và ổn định ở một chỗ. Theo dự báo của Cục Dân số, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có dân số già, tức là người 60 tuổi trở lên sẽ chiếm 20%. Đến năm 2050, Việt Nam có thể sẽ có dân số siêu già, nghĩa là người cao tuổi chiếm trên 35%. Từ đó kéo theo tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động trầm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt quyết định về chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với vùng và đối tượng đến năm 2030, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.
quý vị, không chỉ có khí hậu mát mẻ, ôn hòa mà Hòa Bình còn ngày càng được biết đến là nơi có nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hấp dẫn. Trong đó thì có một điểm đến đang thu hút rất nhiều du khách trong thời gian gần đây, đó là xóm Mừng thuộc xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Và hình ảnh mà quý vị đang thấy trên màn hình ngay lúc này chính là đồi hoa bươm bướm mà được trồng ở trên những thửa ruộng bậc thang và cũng đang rất là thu hút nhiều du khách đến đây để check-in và chụp hình. Đây cũng chính là những nỗ lực của người dân xóm Mừng đã cùng nhau gây trồng để tạo nên cảnh quan ở nơi đây đấy ạ. Vâng, và chỉ từ một thôn bản rất là hẻo lánh thôi nhưng mà người dân xóm Mừng cũng đang từng bước xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch với những ngọn đồi tràn ngập hoa và những hoạt động trải nghiệm văn hóa hấp dẫn. Và mùa lúa chín dưới nắng vàng rực rỡ, những thửa ruộng bậc thang ở bản Mừng lung linh tựa như là một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp hòa quyện với núi rừng. Khách du lịch có thể cùng bà con tham gia thu hoạch, thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Mường hay là hòa mình trong những điệu múa lời ca của những cô gái Mường xinh đẹp. Và cùng với sự đầu tư của các đơn vị cá nhân làm du lịch, bản Mừng đang ngày càng thay da đổi thịt, giúp cho người dân có cuộc sống ổn định hơn từ làm du lịch. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo chân nhóm phóng viên VTC 16 để khám phá bức tranh thiên nhiên đồng quê xinh đẹp ở nơi đây, cũng như là cách mà những người dân cùng nhau làm du lịch cộng đồng. Hơn một tháng trở lại đây, đồi hoa bướm vàng rực rỡ này tại xóm Mường đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Mỗi ngày, anh Tuấn cùng các bà con ở đây lại thay phiên nhau đến chăm sóc vườn hoa, hỗ trợ khách du lịch. Kể từ khi đồi hoa bắt đầu đón khách, lượng khách đã đạt gần 4.000 người. Tiền vé tham quan đồi hoa thu được đã giúp cho đời sống của người dân bước đầu được cải thiện. Bà con cũng dần quan tâm đến làm du lịch hơn. Trước đây thì còn là chưa có cái du lịch này thì kinh tế còn rất khó khăn. Bây giờ là đã có du lịch về rồi, đã đến về đến bản của xóm rồi thì bây giờ mỗi ý thức của dân này thì từ các ban ngành xóm cũng đã điều động dân bây giờ là thành du lịch cộng đồng. Thì mỗi dân ở đây thì nhà mỗi hộ thì cũng là trồng hoa này xung quanh này, trồng bắt đầu chẳng hạn như trồng hoa anh đào Nhật Bản về làm giống của tại vùng của xóm bản Mừng đây. Thì sẽ cho khách du lịch biết nhiều hơn, như trồng hoa giá quỳ này, như dọc đường ở từ dưới xóm dưới kia lên thì cũng được 6 đến 7 cây số. Cả dân cả xóm là đều hướng về du lịch này, chẳng hạn chăn nuôi này, phát triển kinh tế, chẳng như chăn nuôi gà nhiều hơn này, lợn bản này. Đấy, thú rừng thì không săn bắn nữa, bây giờ ấy thì cứ để nguyên sinh để khách du lịch biết đến. Lần đầu ghé thăm một bản làng vùng cao, Phương Anh, một cô gái trẻ đến từ thủ đô Hà Nội, không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với bản Mừng. Khi em lên đây em cũng không có hy vọng nhiều tại vì chỗ này cũng không phải là được khai thác lâu. Nhưng mà sau khi em lên đây em thấy là nó đã vượt quá sức kỳ vọng của em, khi mà kiểu không khí thì rất là mát này, cảnh thì đẹp này, người dân thì cũng rất là thân thiện. Lên đây em và các bạn còn đồng thời đăng ký một chương trình tình nguyện và giúp đỡ cho những người dân và trẻ con trên này cùng nhau học tập tiếng Anh. Thì em thấy những người dân trên này là những người dân rất là biết phấn đấu và rất là chăm học hỏi khi mà họ có kinh nghiệm. Và họ cùng nhau xây dựng nên một cái thôn bản Mừng rất là, xóm bản Mừng rất là đẹp ấy ạ. Từ năm 2021, đã có một số nhà đầu tư đến xóm Mừng để đầu tư phát triển du lịch. Cùng với việc tạo dựng cảnh quan thiên nhiên, người dân tại điểm du lịch xóm Mừng cũng đã bắt đầu phát triển các dịch vụ phụ trợ như thu phí tham quan vườn hoa, cho thuê quần áo phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách, các dịch vụ ăn uống, lưu trú, trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường nhằm níu chân du khách khi đến với xóm Mừng. Trước đây bà con phụ thuộc vào những cây nông nghiệp ấy, chỉ trồng những cây lúa hoặc là những cây hoa màu ngắn ngày thì nó hiệu quả kinh tế thấp. Từ cái việc du lịch thì thấy cái việc thu nhập của bà con dân này cũng thấy có tăng kinh tế lên hơn. So với trước đây thì bây giờ là hiện tại bà con thì cũng bình quân thu nhập vào người khoảng tầm 29 triệu người trên đầu người trên năm. Nguyện vọng thế này là sau này cũng được sự quan tâm của các cấp các ngành ấy, đưa cái dự án du lịch về xóm Mừng để đầu tư phát triển hơn, quảng bá được cái văn hóa con người của địa phương cũng như là các cái sản phẩm của địa phương. Vào các buổi tối, xóm Mừng lại hòa trong những điệu hát, điệu múa của những cô gái Mường trong bộ váy truyền thống sặc sỡ. Kể từ khi đội văn nghệ xóm Mừng được thành lập, họ cùng nhau luyện tập, giao lưu với nhau như một hoạt động văn hóa tinh thần của dân tộc, thế hệ này lại truyền dạy cho thế hệ khác. Hay vào những ngày cuối tuần, họ lại biểu diễn tại các homestay, điểm du lịch để quảng bá đến khách tham quan. Bọn mình thì trong đội văn nghệ của mình rất là nhiều lứa tuổi, chẳng hạn như là có mẹ và có con, chúng mình sẽ cùng
tham gia để vui. Nó cũng là một cái bữa ăn tinh thần của mình sau những ngày làm việc mệt mỏi, xong là mình sẽ tập trung lại như thế này. Chúng mình rất là tự hào vì được bảo tồn cái văn hóa của người Mường, thì nó cũng là dịp để quảng bá cái hình ảnh của những cô gái Mường, của những cô gái của bản Mường chúng mình đến với khách du lịch gần xa trên mọi miền của đất nước. Mỗi người mỗi việc, những người dân xóm Mường đang cùng nhau nỗ lực từng ngày để phát triển du lịch cộng đồng từ chính bản sắc văn hóa của địa phương. Với tiềm năng sẵn có, chính quyền địa phương đang từng bước xây dựng xóm Mường hướng tới điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng không chỉ của Cao Phong mà cả của Hòa Bình. Thưa quý vị, trước đây khi mà giao thông chưa thuận tiện, mặc dù là có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nhưng mà sinh kế của người dân xóm Mường vẫn chỉ chủ yếu là dựa vào nông nghiệp mà thôi. Từ khi mà đường về xóm được bê tông hóa cùng với bàn tay khối óc của những đơn vị làm du lịch về đây, khai thác các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống văn hóa để phát triển kinh tế, du lịch xóm Mường mới bắt đầu khởi sắc. Vâng, thế nhưng để có được thành công này thì bên cạnh những nỗ lực của người dân địa phương, đó còn có sự kiên trì sáng tạo không ngừng nghỉ của những người đưa du lịch về xóm Mường. Nhóm phóng viên của Nông Thôn Ngày Mới đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị Thủy, chủ của một mô hình du lịch tại xóm Mường, huyện Hợp Phong, tỉnh Hòa Bình. Chị cũng là người mà đã góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân trong xóm thay đổi tư duy làm du lịch. Vâng, trước tiên xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện cùng với VTC16 ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin được hỏi chị đó là điều gì đã khiến cho chị có những cái ý tưởng là xây dựng những cái biển hoa tại xóm Mường như thế này, và hiện nay thì nó đang là một cái điểm mà thu hút rất là nhiều khách du lịch đến vậy? Mường ngoài cái thế mạnh về khí hậu mà đấy là cái mà rất là khó quảng bá luôn ấy, thì bây giờ mọi người đều sống theo cái kiểu là quảng bá qua du lịch qua cái nguồn kênh như Facebook hay là TikTok hay là cái gì đó để mọi người nhìn cái hình ảnh mọi người đưa lên ấy. Nhưng khí hậu là thứ mà người ta không thể quảng bá được bằng hình ảnh. Chính vì vậy chị nghĩ rằng là bản Mường với cái thế đất nó ở trên đỉnh núi như thế này, thế đất nó dốc và nó có những cái ruộng bậc thang đẹp như thế này, thì mình có thể mình chuyển đổi một phần làm một cái biển hoa để cho mọi người làm cái điểm check-in để dùng cái đấy để làm một cái công cụ để mọi người biết đến Mường nhiều hơn. À vâng ạ, chị Thủy, em không biết là khi mà mình đưa mô hình biển hoa về với xóm Mường thì bà con ở đây đã có cái cảm nhận cũng như là phản hồi lại như thế nào ạ? Bắt tay vào làm biển hoa ấy, lúc đấy là mọi người cũng chưa tưởng tượng được và chưa biết là nó sẽ như thế nào đâu, chỉ trong đầu mình thôi. Cái lúc đấy thì là cái ruộng này là cái ruộng mà chỉ cấy được một vụ hoặc để không, hoặc là trồng cỏ voi hoặc ken ngô mà thôi. Có năm nào cấy được thì lúa cũng đẹp hết đấy, nhưng mà nó không phải là thường xuyên. Cho nên là chị dự định là chị sẽ trồng hoa phủ toàn bộ ở khu này vì thế đất nó rất là đẹp. Lúc đó thì bà con không tin. Mình bảo là bà con trồng đi, mình đầu tư, nhưng bà con cũng không muốn làm. Thì chị đành phải dùng cái phương án là huy động bà con, mình họp lại. Sau đó thì mình nhờ bà con là cho mình thuê lại đất. Bà con có thể không cần cấy, bà con vẫn được cái tiền mình trả bằng cái thu nhập từ cái việc cấy lúa. Như thế này thì bà con đã có cái sự chủ động trong việc phát triển sinh kế của mình ra sao, và họ đón nhận những cái khách du lịch đến với cái vườn hoa của mình như thế nào? Và cải tạo lại vườn này, sau này trồng tiếp như thế nào để tiếp nối, để mình không mất cái chi phí đầu tư một lần nữa. Thì hai vụ là bà con cũng thu được khá khá đó. Thì bà con cũng dùng cái đó để cải tạo, như là làm lại miếu bản này, làm lại con đường đây này. Cái con đường này là ngày xưa là đường đất. Đường đất thì nó có cái nét đẹp của đường đất, nó cũng đồng nội, cũng thơ mộng. Nhưng mà cứ mưa một cái là khổ lắm, là không đi được. Thì nó cũng có cái sự, cái làng xóm nó cũng có bộ mặt thay đổi. Cộng với cả đường của xóm, ở phía trong cái đường vào làm ruộng cho bà con ấy, cái đường ở trong đấy thì không có kinh phí để chỉnh sửa mà là đường đất. Mỗi khi mưa gió bà con chuyển lúa, chuyển thóc, các thứ về thì rất là khổ. Thì nhờ cái vốn mà kinh phí thu được từ biển hoa là bà con cũng dùng cái đấy để cào lại đường, để san lại đường. Thì cũng làm cho bà con cái phương tiện đi lại chở lúa vào cái ruộng trong nó được thuận lợi hơn. Ngoài ra khi khách du lịch về thì đương nhiên là có khách là nói thật là có tiền, mọi dịch vụ ăn theo, ví dụ như là bà con cũng bán được con gà, bán được mớ rau, mọi thứ nó thay đổi, và cái tư tưởng của người khác, người ta cũng thay đổi, tại vì sẽ tiếp xúc nhiều hơn, đúng không? Tiếp xúc nhiều hơn thì mọi thứ nó sẽ mở mang, chứ nó không đóng kín như ngày xưa là chỉ ở cái khoảnh núi này thôi. Đấy, thì mọi người cũng có ý thức hơn và biết rằng là làm du lịch thì nó sẽ mang lại kinh tế tốt hơn là làm ruộng. Từ một cái bản làng gọi là có thể là hẻo lánh như thời gian trước đây, thì bây giờ bản xóm Mường đã khoác lên mình bộ áo mới rất là khác so với những ngày trước và trở thành một trong những cái điểm du lịch mà đang thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến đây. Vậy thì chị thấy được là cái tiềm năng mà phát triển cái du lịch cộng đồng tại những cái thôn bản tưởng chừng như là hẻo lánh như vậy thì như thế nào, và hiện nay thì chị còn thấy được xa hơn nữa là những cái tiềm năng khác từ cái xóm Mường để có thể tiếp tục phát triển là như thế nào? Bản chất của du lịch cộng đồng ấy
là phải xuất phát từ bà con, từ cái tư tưởng của bà con, và người làm phải là bà con. Thực ra chị về đây chị cũng chỉ muốn là định hướng thôi, muốn là tất cả mọi thứ là đều do bà con làm. Ví dụ như cái nhà của bà con chẳng hạn, mình có thể làm thêm một cái trái nhỏ nhỏ, nhà sàn nhỏ nhỏ để cho mọi người đến đây trải nghiệm, hưởng cái không khí mát lành chẳng hạn, rồi tận hưởng cái văn hóa địa phương, thì cái văn hóa địa phương chính là bà con đó. Mọi truyền thống và các thứ là bà con phải làm. Cái biển hoa này cũng là để cho bà con nhìn nhận được cái giá trị du lịch của bà con, có cái định hướng thêm là à, mình sẽ phải làm cho bản làng mình đẹp thêm, giữ gìn lại cái những cái truyền thống văn hóa, để khách đến thì mình có cái để mình quảng bá, để có cái mà để cho người ta trải nghiệm, để người ta tìm hiểu, như vậy thì mới thu hút được khách du lịch. Ngoài ra cái ruộng trong của bà con ấy, ở ngoài cái khu ruộng này ra thì có một cái khu ruộng bên trong cũng rất là đẹp. Nếu mà bà con mà khai thác được cái tiềm năng của khu ruộng đấy, ví dụ như là ruộng ở Yên Ái Bái thì nó rất là to đúng không? Nhưng ruộng của mình nó nhỏ thôi, nhỏ nhưng nó có tinh tế, độ tinh tế của cái ruộng nhỏ, thì mình có thể trồng những cái khoảnh đầu ruộng ấy, mình chỉ cần điểm độ cây lê hoặc là cây mận trắng hoặc cây đào hoặc là cây anh đào vào đến mùa nó nở, thì tự nhiên là những cái khoảnh ruộng giữa những cái khoảng lúa màu xanh hoặc là giữa những cái mùa nước đổ ấy, những cái cây mận, cây lê nó nở trắng, thì khi chụp lên thì cũng rất là đẹp. Khi mà mọi người ngắm thôi, chưa nói đến chụp, ngắm bằng mắt thôi thì cũng đã có cái đẹp riêng của nó rồi. Thì đấy cũng là một cách để làm du lịch để thu hút. Ngoài cái du lịch về văn hóa thì hiện tại cái cuộc sống nó quá bộn bề em ạ. Thì cái du lịch chữa lành và mọi người cần một cái sự trải nghiệm với thiên nhiên ấy rất là cao. Cho nên là cái chị nghĩ là cái bản Mừng này rất là phù hợp với cái du lịch sinh thái và du lịch chữa lành. Nhưng chị cũng không hy vọng là bà con phá rừng hay là làm cái gì đấy, định hướng cho bà con là giữ được cái bản nguyên bản nhất có thể, giữ được cái hệ rừng. Ở đây hệ rừng nguyên sinh rất là cái độ mật độ của nó rất là cao luôn ạ, vẫn còn giữ được, thì mọi người sẽ giữ vững cái đó và chỉ có trồng thêm cây, trồng thêm hoa. Ví dụ như có ruộng rồi thì mình điểm thêm hoa, mà mình cấy lúa mình tính theo mùa hoặc là làm cái gì đó để cái cảnh quan nó đẹp hơn thôi, chứ không tàn phá nó và sử dụng nó để đem đến một cái nơi mà có cái nguồn sinh thái nó tự nhiên và nó không bị bão hòa bởi cái công nghiệp hóa hoặc là bê tông hóa của người Hà Nội mang lên. Dạ vâng. Và khi mà đến với những cái khu du lịch mới mẻ như là Bản Mừng ấy, thì bản thân chị thấy là cái nhu cầu và cũng như là cái cảm nhận của khách hàng, người ta phản hồi lại khi mà họ đến Bản Mừng thế nào, và chị thấy được rằng là cái gọi là cái mong muốn là được hòa mình vào thiên nhiên của người dân hiện nay ra sao? Thực ra ngày xưa ấy, thì Bản Mừng là mọi người không biết đến, bây giờ thì sau khi biển hoa thì mọi người biết đến hơn và có cái sự ghi nhận nhất định. Tuy nhiên là bản thì cái dịch vụ nó cũng chưa nhiều vì lượng khách nó cũng chưa phải là quá cao. Nhưng mà bà con cũng đã rất là cố gắng. Thì mọi người đến đây thì đa số cái ấn tượng đầu tiên của mọi người đến là vì biển hoa, nhưng mà ngạc nhiên là vì thời tiết. Thì mọi người đều bảo là ồ, không thể tưởng tượng được rằng ở đây lại mát như thế. Và bước chân vào cái khu nhà của mình ấy thì mọi người sẽ nói rằng là ồ, cứ tưởng là có điều hòa, nhưng mà thực ra là không có điều hòa. Đấy. Thì ngoài cái trải nghiệm mà biển hoa này thôi này, hoặc là cảnh quan các thứ, thì vẫn cần những cái hoạt động để kết nối với khách thêm nữa. Ví dụ như là chị có tạo thêm những cái hoạt động trải nghiệm cho mọi người, ví dụ đi tắm suối này, trượt thác này, hay là làm giao lưu cùng bà con, múa hát rồi làm bánh. Ở đây có bánh uôi, bánh tình yêu của người Mường thì khách du lịch lên trải nghiệm làm cũng rất là thích. Hoặc là tự tay làm cơm lam. Họ tự tay họ nhét gạo vào ống này rồi nướng và thưởng thức cái sản phẩm mà mình làm một cách nguyên bản nhất. Thì mọi người đều rất là hứng thú. Và ở đây chị thấy là rất phù hợp với cái mô hình du lịch mà để cho các con ấy, các bé đến đây để trải nghiệm. Thì ở đây là thực sự là rời xa điều hòa một cách 100%, thay đổi không khí theo đúng nghĩa đen luôn á. Thì ở đây chị thấy là khách mà đến đây thì họ sẽ muốn trải nghiệm theo kiểu khác. Họ sẽ đưa con họ đến đây và họ muốn con họ hòa mình với thiên nhiên, đi trải nghiệm trong rừng, đi trải nghiệm trong suối, làm bánh, làm trái rồi các thứ, và tìm hiểu cái văn hóa địa phương để cho các bé có những cái mà nó mềm hơn trong tâm hồn. Vâng, thưa chị, vậy thì sau cái thời gian mà mình đã bắt đầu triển khai khu du lịch như vậy thì đến nay thì cái tư duy của bà con đã có cái sự thay đổi như thế nào? Bà con bây giờ tư tưởng thì đã thay đổi rất là nhiều rồi, đã biết được cái lợi ích của làm du lịch rồi. Và bà con bây giờ thì cũng có hộ là bắt đầu cũng tìm cách là mở cửa nhà hàng, ăn uống, và họ cũng dùng cái nguồn mà thực phẩm của họ tự cung tự cấp, họ tự nuôi thêm gà này. Họ có những cái ruộng ở trên nương xa xa ấy, họ quay lại họ nuôi gà. Chắc chắn là có sự đổi mới nhất định rồi. Và hy vọng rằng là bà con cứ thế mà theo thì dần dần thôi. Nhưng mà từ hồi làm du lịch đến giờ là các chị em phụ nữ là một đội văn nghệ riêng, xong tối nào cũng tụ tập rồi với nhau, rồi múa, rồi hát, rồi tập còng, tập chiêng, và
đã được giải ở trên tỉnh thì mọi người đều, đấy là một cái nguồn động lực rất lớn cho mọi người luôn, và mọi người luôn duy trì cái đấy. Ít nhất là về cái tinh thần của bà con là cũng được nâng cao lên rất nhiều rồi. Trong tương lai thì chị có những cái định hướng gì để có thể tiếp tục phát triển Xóm Mừng, có thể đến gần hơn với khách du lịch và đến gần hơn với người dân hơn nữa? Thì bà con bước đầu đã nhận thức được cái giá trị mà do du lịch mang lại rồi, thì chị nghĩ là chị vẫn sẽ cùng với bà con, đồng hành cùng bà con để mang đến cho mọi người một cái bản Mừng với không gian xanh và những cái gì nguyên bản nhất, những cái giá trị văn hóa của bản Mừng một cách sâu sắc nhất đến với mọi người, để mọi người đến với bản Mừng có một cái ấn tượng riêng chứ không phải đơn giản chỉ là check in. Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ ngày hôm nay. Thay vì là tìm đến những khu nghỉ dưỡng xa xỉ tiện nghi thì người dân đang ngày càng tìm đến nhiều hơn những điểm đến gần gũi với thiên nhiên, văn hóa và con người. Đây cũng chính là cơ hội tốt để cho những mô hình du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, không chỉ là góp phần quảng bá, rút ngắn khoảng cách giữa văn hóa, thành thị và địa phương mà còn giúp cho bà con đồng bào dân tộc được tiếp cận với làm du lịch, nâng cao được nguồn thu nhập và nhu cầu ngày càng cao của người dân. Chắc chắn sẽ còn nhiều những dư địa để cho những điểm du lịch mới như Xóm Mừng phát triển và lan tỏa hơn nữa. Và tạm chia tay với câu chuyện người dân Xóm Mừng làm du lịch như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiểu mục đặc sản Ô Cốp. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một loại nông sản rất độc đáo. Thưa quý vị, mật ong nguyên chất chứa nhiều chất oxy hóa quan trọng như là các axit hữu cơ và các hợp chất có lợi khác. Sự kết hợp của các hợp chất này mang lại cho mật ong khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và cải thiện được tình trạng dư thừa cholesterol xấu. Vì vậy mà mật ong thường được sử dụng như là một loại thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Và để đáp ứng được nhu cầu sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày, hiện nay trên thị trường có tới hơn 300 thương hiệu mật ong các loại đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Và trong số đó thì không ít sản phẩm mật ong đã đạt được chứng nhận Ô Cốp 3, 4 sao. Mật ong đồi của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là một ví dụ. Sản phẩm mật ong đồi vừa được xếp hạng Ô Cốp 3 sao của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là sản phẩm của xã Quang Sơn. Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm mật ong đồi của xã Quang Sơn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm. Xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp là vùng đồi núi có khí hậu trong lành, hệ sinh thái thảm thực vật khá đa dạng với các tán rừng tự nhiên, vùng chè, cây ăn quả rộng lớn. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng và nguồn hoa dồi dào nên mật ong vùng đồi Quang Sơn luôn có hương vị thơm ngon đặc trưng cùng màu sắc bắt mắt. Đặc biệt toàn bộ đàn ong ở đây là ong nội, sản lượng mật không cao nhưng chất lượng mật thì vượt trội so với ong ngoại. Trên thực tế, người dân xã Quang Sơn vốn có nghề nuôi ong từ rất lâu đời. Hiện toàn xã có khoảng hơn 40 hộ nuôi ong với số lượng 3.000 đàn ong, sản lượng mật mỗi năm lên tới 30 tấn. Người dân địa phương rất tỉ mỉ trong việc chọn địa điểm đặt ong, tránh xa các nguồn cung cấp phấn, mật hoa có nguy cơ ô nhiễm hóa chất. Thời điểm quay mật cũng được tính toán kỹ lưỡng, chỉ thu hoạch khi có lỗ trên bánh tổ đã vít nắp căng tròn mật. Lúc này thủy phần trong mật thấp, mật đặc nên bảo quản vài năm vẫn giữ nguyên màu sắc, hương vị. Nhiều nơi mật chỉ khoảng 1,2 đến 1,3 kg một lít, nhưng riêng mật ong đồi xã Quang Sơn đạt tới 1,5 kg một lít. Mật sau khi khai thác được đưa đi hạ thủy phân, đóng chai, có tem nhãn, mã vạch, mã cốt và chứng nhận Ô Cốp 3 sao. Để tiếp nối bản tin nông thôn ngày mới hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Đường về nhà với những hình ảnh đặc sắc ngay sau đây. Không chỉ nổi tiếng với những đồi chè xanh biếc, không khí thiên nhiên trong lành, mà Thái Nguyên còn sở hữu những địa điểm du lịch lý tưởng để giải nhiệt trong tiết trời oi bức của mùa hè. Trong đó, suối Kẹm thuộc xã La Bằng, huyện Đại Từ là một trong những gợi ý hàng đầu cho những ai muốn tìm tới chốn nhẹ nhàng, an yên để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Sở hữu không gian thơ mộng và trữ tình với dòng suối trong uốn lượn quanh gành đá, suối Kẹm được bao bọc xung quanh bởi tán cây xanh biếc và rậm rạp cùng với những đoạn nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa đã tô điểm nên một cảnh sắc thiên nhiên thật là hùng vĩ và có phần hoang sơ. Có lẽ cũng chính bởi vẻ đẹp hoang sơ như vậy nên là suối Kẹm vẫn là một điểm đến ít người biết. Và do bắt nguồn từ trên núi cao nằm ở sườn đông của dãy núi Tam Đảo, đây là nơi đây còn là một địa điểm lý thú đối với những du khách yêu thích hoạt động trekking, ưa thích khám phá. Đây cũng là một trong những điểm thu hút du khách của suối Kẹm.
Trong tiểu mục Đường về nhà ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi khám phá điểm đến hấp dẫn này qua màn ảnh nhỏ thông qua những bức hình đẹp ngay sau đây. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 35 km, suối Kẹm, La Bằng được biết đến với khí hậu mát mẻ, trong lành cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Nằm giữa suối Cờ Tử và suối Đất Đằng, suối Kẹm ẩn mình chảy len lỏi qua những cành đá đủ kích thước, đủ hình hài. Hai bên suối Kẹm là những thảm đỏ xanh mướt cùng những cụm hoa dại rực rỡ sắc màu. Men theo những cành đá là khung cảnh tuyệt đẹp của các tầng thác nước tung bọt trắng xóa. Du khách sẽ được đắm mình trong làn nước mát trong vắt đầy sảng khoái, xua tan cái nóng ngày hè. Tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc gần gũi, hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, ngả lưng trên những tảng đá lớn nhẵn mịn hay ngâm mình trong làn nước mát lạnh, bên tai là tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách. Những âm thanh mang lại cảm giác thư giãn, đậm chất thiên nhiên của núi rừng. Không chỉ sở hữu tầm nhìn ngay cạnh bờ suối, nhìn thẳng xa là đồi chè bát ngát với núi rừng hùng vĩ và không khí mát mẻ trong lành, mà khi tới đây, du khách sẽ còn được trải nghiệm bắt cá tầm và thưởng thức những món ăn đặc sắc từ cá như gỏi cá tầm, cá nầm, cá tầm nướng riềng mẻ, cá tầm hấp xì dầu, nộm cá tầm, cháo cá tầm hay canh chua cá tầm.